như tiếng chim ca quanh vàng. Chỉ có mình anh thôi, ánh mắt đôi môi nụ cười. Chỉ có mình anh thôi, trao ước tâm tình em rồi. Sẽ sống hoài bên nhau, không có cách ngăn trên đời. Núi đã bền bao lâu thì tình ta bền bấy lâu. Thanh à, em biết không, em đẹp lắm đó. Thôi anh đừng có trêu em mà. Trời, anh nói thật chứ bộ. Nè, em biết không, mỗi lần mà nhìn thấy em chải tóc hả, anh nước ao mình là Phạm Lãi ngày xưa sau khi chuyển pháp của Tô Thành để rửa thù cho nước Việt. Em có biết cái thú lớn nhất của Phạm Lãi lúc bây giờ là gì không? Là gì anh? Là ngày ngày được ngồi chải tóc cho Tây Thi, mái tóc mượt đen truyền như dòng suối chảy nhẹ êm đềm, từng sợi tơ nhung mịn màng ngào ngạt. Ông A bền bồng mát rơi trên tay. Cô thợ đã hôm nay một đời cơ cực, đôi nắng hai sương tập tành thương lượng, sánh kịp thế nào với người ngọc xa xưa. Nét đẹp tự trời cho thì há cần phân thứ bậc. Nè, Tây Tử Trữ La Thôn ngày xưa cũng chỉ là một cô thợ giặt, đời trước đời sau có gì đâu khác. Cô thợ đã bây giờ nhan sắc có thua ai, nhan sắc dần hay kéo qua theo cùng kim. Cô đã từng bảo bạc phận thì hồng nhan, đừng nghĩ dần dơ. Cô thợ đã dịu dàng ngồi đó đàng hoàng, anh chải tóc giúp em. Đây, để anh chải tóc cho em. Ý, Thanh ơi, sao chỗ này nó rối dữ vậy em? Ý, anh... Đây, để anh gỡ cho. Anh đừng có chải cái chỗ này. Sao vậy? Nó sao? Nó xấu lắm. Ủa? Sao xấu? Nó sao vậy em? Nói cho anh nghe đi. Nó có cái thẹo. Cái thẹo? Trời ơi, tưởng cái gì chứ cái thẹo thì nhẩm gì. Đậu đưa anh coi coi. Ý, em nói là không có chải được mà. Anh đừng có chải cái chỗ này. Thôi, được rồi. Em không có muốn cho anh xem á thì không có sao, anh không có ép. Nhưng mà em phải nói cho anh biết là tại sao trên giữa đỉnh đầu của em lại có vết thẹo nguy hiểm vậy hả em? Thì tại anh trai em đó. Anh trai? Mà anh trai nào? Anh trai ruột của em. Cha của em hiện giờ là cha nuôi. Thật vậy hả em? Vậy đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? Em kể cho anh nghe đi. Chỉ một ngày thôi, ngắn ngủi chỉ một ngày thôi, mà đời em phải trải qua bao nhiêu tai biến. Phải thắp hương mất rồi mất nguồn, xui rủi sinh nhầm thời chắc nhiều nhương. Số phận tan thương không loại bỏ người nào. Hôm ấy cha mẹ em tới phiên đi dịch, làng bắt mang đi đắp lũy đạo hào. Còn để chở mới trên đầu, đã phải ở nhà tự lực mưu sinh. Bữa đó em cứ khóc đòi ăn giặt, anh hai mới chết giao ra chặt phía ngoài trường. Em lẻo đẻo theo sau cứ hối thúc không ngừng, hết kêu đốn cây này lại bảo ngã cây kia. Hai đứa vô tâm đang đùa hơn hở, tai qua kế bên không biết mà dự phòng. Thật đau lòng nghĩ tội nghiệp cho anh hai, gặp lúc không may chứ nào phải đâu cố tình. Anh có biết không, trong khi mãi mê lo đốn chặt chuối dao lung lơ mà anh ấy không ngờ, thế rồi lưỡi dao rớt xuống tình cờ. Em tới cây rớt chung giữa đỉnh đầu của em, choang váng nỗi tâm đất trời như đau lộn. Nhưng muốn tịch xương đau đớn tổ cùng, mặt mũi nóng răng dầm về máu đổ, đỏ cả một vùng xác nia dưới chân. Em muốn kêu mà chỉ kêu được nửa chừng, rồi ra rời ngất liền mê mang. Tình lại chung quanh thấy lạ chỗ lạ người, từ đó thân dập dờ
tội nghiệp cho em gái của tôi. Em hôm nay đã yên phận rồi, em đã có anh, có con, em hoàn toàn hạnh phúc. Chỉ tội nghiệp cho anh hai, lần cuối cùng trước khi bất tỉnh, em còn thấy anh ấy hoảng hốt lo sợ, chắc anh hai nghĩ rằng em đã chết. Anh nghĩ là em đã chết rồi mà. Tôi đã nghĩ là em gái của tôi đã chết rồi mà. Anh ơi, anh ơi, trời sắp chớp, chuyện mưa lớn lắm, chắc con ở nhà đang sợ. Để em về, em ru cho con ngủ nha anh. Thanh à, Thanh, Thanh ơi, em còn nhớ tên thật của em là gì không hả Thanh? Bầu, bé bầu. Bầu, bé bầu. Em gái của tôi, em gái ruột của tôi. Không, không thể nào, không thể nào. Anh là em gái ruột của tôi. Trời ơi trời, chương nghiệp đường tử tuyệt là đây. Sấm chớp nổ ngang mày, chẳng biết một yêu tinh là người thua lỗi xúc sinh. Đưa bãi hoại lăn lộn, tội nghiệp trước mấy tầng. Tôi có còn là tôi nữa hay không? Em gái mình mà là vợ, còn nỗi lo sợ nào bằng. Ôi khủng khiếp, ôi kinh hoàng. Trời đất, hãy giết tôi đi, hãy giết tôi đi, hãy giết tôi đi. Ôi, ngày đó anh tưởng là em đã chết thật rồi mà. Anh mới hoảng mang bỏ chạy. Mặt trời tai ù, ngơ ngơ dại dại. Anh lẩn quẩn trong rừng một ngày một đêm, không ăn không ngủ, chỉ biết khóc vui trong bất hạnh. Và sáng hôm sau anh nhớ em quá, anh mới vội vã chạy về tìm em. Bầu ơi, bầu ơi, bầu, bầu ơi, bầu, bầu ơi, bầu, em đâu rồi bầu? Còn in trên mặt đất mà xác của em tôi đang ở nơi nào? Người ta đã chôn cất em hay con thú hoang đã tha mất em rồi? Anh đứng đó bàng hoàng xúc động, mặt hai hàng mắt tuôn rơi. Rồi anh nghe tiếng mõ nổi khắp nơi, anh chơi vơi trong cảnh hải hùng hoảng loạn.
từng cột khói bốc đen dân làng bỏ trốn. Anh hối hả kiếm tìm nhưng không thấy xác em đâu. Đi khỏi nơi này, đi đi tạ tội với đất trời, với tổ tiên dòng họ. Cái tôi là người mà không được làm người. Mừng thí sinh Hùng Vương và cảm ơn nghệ sĩ Tú Lê Hồng Thấm. Dạ, Cường biết là trong thời khắc này, bên cạnh phần thể hiện rất là tuyệt vời của hai nghệ sĩ, đó là nghệ sĩ Tú Lê Hồng Thấm và Hùng Vương, thì còn có một hình ảnh rất là rõ hiển hiện ở trong khán phòng này. Mà Cường nhớ là lần đầu tiên xem vở Hòn Vọng Phu với phần thể hiện của nghệ sĩ Tú Thanh Thanh Tâm và nghệ sĩ Tú Vũ Linh. Cho nên là em biết là cảm xúc của anh Vũ Linh cũng đang còn rất là đông đầy. Chắc là em xin mời chị Trinh Trinh. Thì mình cũng không có kềm nén nổi cái xúc động này, nhưng mà chị có thể đè nén nó mà nói được. Đúng như em nói rằng là hình ảnh của hai bạn trên sân khấu Hùng Vương và Lê Hồng Thấm làm cho mọi người ở dưới đây, có thể đâu đó khán giả ở dưới khán phòng này xem, và khán giả đang xem trên đài truyền hình Vĩnh Long hiện tại bây giờ, thấy đâu đó ẩn nấp của một cái hình dáng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trong cái nhân vật Vịnh của Hùng Vương đang thể hiện. Đây là cái điểm diễn cao trào nhất của cậu, và càng để nhiều kỷ niệm hơn nữa, cậu dạy rất là nhiều người nghệ sĩ để thể hiện trong cái nhân vật này, trong đó có kế thừa là anh Vũ Luân. Nhân đây thì em diễn cái nhân vật này tạo cho chị một cái cảm xúc rất là mạnh. Em đã hoàn thành từ cái ca có cái cảm xúc, có nội lực. Ca trong diễn, diễn trong ca nằm ở đó, nó hòa quyện cùng vậy với nhau. Và ở tố chất người nghệ sĩ rất là cần ở điểm đó. Đối với cá nhân của chị, để mà đòi hỏi cao hơn em một chút xíu nữa, đó là về cái diễn một chút. Về với cái đoạn mà em nghe Thấm, người vợ của mình đang kể về cái câu chuyện từ hồi nhỏ. Tiếc thay là cái đoạn đó em chưa có diễn nó sâu hơn. Với cá nhân của chị là như vậy đó. Hơi khắc khe một chút xíu nha, thông cảm nha. Còn với về cái ca hồi cảnh đầu hai người ngồi chải tóc, cưng chiều vợ, cực kỳ dễ thương. Có một anh kép nào đó rất là thư sinh à. Và đến sau khi mà biết được thì em có diễn tả được. Chị đắc nhất thì chị nghĩ rằng là em diễn vào được cái nội tâm hay nhất là khi em phát hiện quay trở về nhìn cái dũng máu. Bầu ơi! Bầu ơi bầu! Bầu ơi bầu! Bầu ơi bầu! Em đâu rồi bầu? Máu của em thôi.
Và từ đó em mới vào cái nhân vật của em hồi lúc đầu thì chưa hẳn. Cảm ơn em hoàn thành nhân vật này. Dạ vâng ạ. Cảm ơn những lời nhận xét của nghệ sĩ Trinh Trinh. Một lần nữa cảm ơn nghệ sĩ Tú Lê Hồng Thấm. Và Cường được biết rằng là đây là lần đầu tiên mà chị thể hiện vai diễn này. Cảm nhận của chị như thế nào? Thì trong quá trình tập á, Vương có một chút xíu lợi thế hơn là Vương cũng đã có học rồi. Cho nên là cái chuyện đó đối với Vương là cũng không hoàn toàn là khó lắm đâu. Chỉ có điều là cái khi mà mình thể hiện cái nhân vật của mình á, nó cũng tùy theo cái mức độ cảm xúc của mình nữa. Lúc đó mình thực sự là mình yêu thích nhân vật đó. Ngay tại thời điểm đó thì mình sẽ nhập tâm hơn nhiều hơn. Và một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ Tú Lê Hồng Thấm đã hỗ trợ vô cùng hiệu quả. Thí sinh Hồng Vương, ôm nhau một cái đi, đưa tay cái này. Đó. Dạ vâng ạ. Dạ Lê Hồng Thấm cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng ạ. Dạ và bây giờ thì em xin mời anh hãy có những lời nhận xét đối với thí sinh Hồng Vương. Anh không có kềm nén được. Em hiểu. Tại tự nhiên cái hình bóng của ba Linh hiện về trước mặt luôn với một vai bình như thế này. Mỗi lần mà Luân ra bất cứ một cái vai diễn nào là đêm đó ba Linh điện cho Luân và nói con ơi, con phải làm sao cho khác, phải làm sao cho người ta thấy con là Vũ Luân chứ không phải là Vũ Linh, thì đó mới là sự thành công lớn trong sự nghiệp của con. Và cái câu đó nó bao giờ nó cũng lặp ở trong đầu của Luân. Và nhớ cái hình ảnh mình đang đi về, lúc đó Luân đi hát, Luân đi Honda, Luân đi về thì ba mới điện thoại cho Luân. Ba nghe nói con diễn vai này thành công, ba chỉ Luân từ ly từ tí. Luân thương ba Linh là cái vai diễn này. Từ khi mà Luân mới bước vào nghề, Luân thương ba cái vai diễn này. Mà Luân á, cuộc đời của Luân vai diễn nào Luân cũng hát, vai diễn nào của ba Luân cũng đã từng hát. Nhưng cái vai diễn Vịnh trong Hồ Dụ Phu, hai mươi mấy năm Luân mới dám dựng lại cái vở đó. Là lúc năm 2018 đúng không em? Em với anh Thi. Thì Luân với lại Trinh Trinh mới dám diễn cái vai diễn này. Bởi vì cái vai diễn này nó quá hay. Từ chi tiết của ba, nội tâm và cách ca của ba nó lạ, nó không giống ai. Cho nên là đối với Luân, khi chạm vào cái vai diễn nào mình phải diễn thành công thì Luân mới dám. Và cái vai Vịnh này, quý vị nào đã theo dõi cái cuộc đời làm nghệ thuật của Luân thì không bao giờ thấy Luân hát cái vai diễn này. Cho tới 2018 là Luân cảm thấy cái nghề mình cứng rồi thì mới dám hát cái vai Vịnh này. Đó là những gì mà ba để lại cho Luân. Luân còn nhớ ba nói cái câu này nè: con ơi, sự nghiệp ca hát thế hệ của ba tiếp nối là thế hệ của con, không phải làm khác, chứ đừng bao giờ giống cái gì của ba. Ba luôn nói như vậy. Thì thế hệ tiếp theo đó là anh, đó là các em, đó là Vương. Một vai Vịnh ngày hôm nay rất dễ thương, rất mộc mạc. Chúc mừng em cái vai diễn này. Trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ thấm đẫm cảm xúc của nghệ sĩ Tú Vũ Luân. Và em do là xúc động quá nên em cũng quên mất nhiệm vụ của mình, đó là phải mời giám khảo cùng với huấn luyện viên, đó là chấm điểm cho Hồng Vương. Bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng tiến hành chấm điểm cho Hồng Vương ạ. Một lần nữa chúc mừng Hồng Vương. Vì ngày hôm nay em đã thể hiện rất là tốt. Và anh cũng thấy rằng là mỗi một vòng vào trong sâu hơn với tài danh Tân Cổ thì em lại có những bước tiến bộ khác. Chúc mừng em vì điều đó trước nha. Dạ, anh cũng mừng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh Bảo Ngọc. Thí sinh đến từ đội của huấn luyện viên nghệ sĩ Tú Vũ Luân. Bảo Ngọc sẽ cùng với Hoàng Hải thể hiện một trích đoạn của tác phẩm Chuyện Tình Lá Diêu Bông. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hữu Quốc. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho Bảo Ngọc.
hai nói gì đi hai. Hai nói tiếng thôi cũng được nữa hai, chứ hai im lặng vậy hoài sao mà tôi nghe tôi xót ruột dễ sợ luôn hai à. Hai, hai còn nhớ cái thời trẻ của tụi mình không hai? Cái lúc mà tôi đứng ở bên này xong, cái tôi nhìn qua bên kia xong, cái hai đứa bình hò đối đáp với nhau đó, hai nhớ không? Nhớ không hai? Gọi tôi á là chị hai đó, biết chưa? Thì chị hai. Mà tôi nghe ông bà xưa mình nói á, nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một, phải không bé Thư? Nè, tôi cấm tuyệt nha, không được gọi cái tên cúng cơm của tôi á, mà phải gọi tôi là chị hai đó. Chị hai, rồi chị hai. Mà bé Thương nè, thương cái gì, xích qua bên kia đi. Ý của người ta muốn nói là từ lâu tôi đã thương ai, thương từ tiếng ai hò hoang, ôi thương sao từ ánh mắt giác đi. Chị em lâu ngày bỗng quen khi đã lên đầu cao, ở chung nhà lìa kia quen cháu vợ chồng quen hơi. Hai cứ nhìn ra ngoài cửa sổ đi, ngoài đó có rất nhiều chiếc lá vàng rơi. Ở đây nữa, đây cũng nhiều lắm nè. Cả đời tôi đi nhặt từng chiếc lá, tôi hỏi là hai ơi, đây phải là lá dưa bông không hai? Ép hết ở trong này, hai đọc đi hai. Lá khô đây
dầu cho đầu bạc tôi vẫn hoài nhớ thương. Mỗi ngày trôi theo nỗi nhớ đông đầy, mong ngày gặp lại người xưa một ngày hai nỗi tiếng thương tôi chờ ơi.
vợ anh trai. Anh trai. Và xin chúc mừng thí sinh Bảo Ngọc đã hoàn thành tốt phần dự thi của mình. Và xin cảm ơn nghệ sĩ Hoàng Hải đã đến đây và hỗ trợ cho thí sinh Bảo Ngọc. Dạ vâng ạ. Hải ơi, và một cái vai diễn mà nó quá nhiều tâm trạng như vậy ha, rồi lại là đây là một cái vai diễn mà dường như là nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc cũng đã thể hiện qua rồi. Áp lực không khi ngồi dưới là có đạo diễn rồi Kim là người đã từng thể hiện rất là thành công vai diễn này? Dạ, cái điều áp lực đầu tiên Kim được nhận lời để hỗ trợ cho thí sinh này là em đứng kế thì em cảm thấy nó hơi áp lực. Dạ, tại vì cái chiều cao thì nó đã có một cái sự khập khiễng rồi. Và cái điều kế tiếp nữa được an ủi, có nghĩa là khi mà em tham gia hỗ trợ thì nghe nói vai diễn của anh Hữu Quốc, em nói anh ơi anh cứ lên đi, anh mừng sao em mừng y chang vậy, là em cảm thấy em tự tin rồi. Không áp lực gì như nào chứ? Không có nha, không có nha. Cường thấy là hình ảnh của Hoàng Hải rất là rõ nét. Dạ thì thật ra cũng áp lực lắm, mà tại nãy giờ không khí cũng căng thẳng quá cho nên em xin có chút xíu câu phát biểu nó vậy cho nó vui vui, mà không vui thì em xin lỗi. Dạ. Thì nói chung là Hải cũng đã nhìn thấy được cái đó và Hải xin lỗi thì thôi mọi người cũng không có chấp nhất đâu. Và đối với Hải thì có thể nói là Hải là một người đàn anh của Bảo Ngọc, và trong quá trình tập luyện với Ngọc thì Ngọc có gây những cái khó khăn gì cho Hải, cũng như là Hải có ăn hiếp Bảo Ngọc không? Hỗ trợ đây là một cái phần mà cực kỳ căng thẳng luôn, bởi vì mình phải làm sao mình bước ra sân khấu mà lỡ có một gì sơ suất có sẽ ảnh hưởng tới phần thi của thí sinh, cho nên em tập trung cao độ lắm. Nhiều khi thí sinh đang vui vẻ chứ em căng thẳng lắm. Dạ. Rồi cái nhưng mà hai anh em tự khuyên nhủ nhau, trời ơi không có sao đâu, em ra ngoài em diễn đi, em cứ tự nhiên đi như bình thường vậy đó anh em. Mà tập sau lúc đó tập em tập còn hơn anh nữa, tới gần thi cái em ngồi em khóc, trời ơi, ngồi khóc hụ hụ ở trong á, ngồi dỗ hoài không nín luôn, tại vì em cũng còn nhỏ đó. Ra diễn cái hai anh em nói thôi cứ hỗ trợ đi, anh hỗ trợ em hỗ trợ anh, làm cho hoàn thành tiết mục đi. Ban giám khảo gì khán giả nhìn nhận thấy cái sự nỗ lực của mình. Dạ chỉ gì thôi à. Dạ nghe Hoàng Hải chia sẻ không xong á, không biết là ai hỗ trợ cho ai luôn á, ai là chỗ dựa tinh thần cho ai luôn á, thiệt luôn. Nhưng mà rõ ràng là phần thể hiện vừa rồi hết sức là hiệu quả, đến từ sự hỗ trợ của Hoàng Hải. Một lần nữa cảm ơn Hoàng Hải rất nhiều nha. Dạ em cảm ơn ạ. Xin cảm ơn. Xin mời sự nhận xét của nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu. Phải nói là tôi vừa xem được một tiết mục rất là cảm xúc, rất là dễ thương, mà nhất là em Bảo Ngọc có một cái giọng ca rất tuyệt vời, càng nghe càng thấm, càng nghe càng thấy dễ thương. Còn nói về khuyết điểm thì cái này không phải vạch lá tìm sâu nghe, cái này là mình cũng chỉ nói để góp ý cho em đó thôi. Tức là khi mà con diễn một cái nhân vật như thế thì tròn dành rõ chữ rồi, nhưng mà cái khẩu hình của cái miệng của mình á, mình phải cho nó đẹp lại một tí nha. Cái đó là lời thật của cô góp ý nha. Trong cái trích đoạn này thì tôi hoàn toàn không thấy một cái chi tiết nào để mà góp ý. Chúc mừng em. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu. Bây giờ thì em rất là muốn lắng nghe những chia sẻ nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Quý vị ơi, quý vị có thấy rằng là sân khấu cải lương không phải là ai cũng có một cái giọng răng rãng sang sảng lên, hay hoặc là ai cũng có một cái chất giọng mạnh khỏe rồi ca ra rồi có một cái phần hay đó. Mỗi một người có một cái chất giọng trời ban tổ nghiệp cho khác nhau. Đêm nay coi như là Bảo Ngọc, em đã chọn một cái tiết mục này và cái chất giọng ca của em nó đã làm rung trái tim của người nghe. Hôm nay Bảo Ngọc trong cái nhân vật này, cái vai này, cách ca này, xử lý cách ca này, và nó cảm giác như là Bảo Ngọc đã trưởng thành từ lâu rồi. Và cảm ơn Hoàng Hải rất là nhiều. Anh đóng một chút xíu thôi, anh cũng biết, anh cũng cái xử lý cái cách ca của anh cũng để dẫn vô cái câu chuyện. Anh cũng luyến lái một hai chữ vậy, nhưng mà nó rất là hợp lý trong cái hoàn cảnh thời điểm đó. Hai người phải nói thật sự rằng là xuất sắc. Cảm ơn Bảo Ngọc rất nhiều. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng, mà thật sự là Bình Tinh cũng đang hạnh phúc lây với Ngọc luôn á. Giám khảo khách mời rồi các vị huấn luyện viên dành cho em tất cả những sự ưu ái. Và bây giờ sẽ là khoảng thời gian giám khảo khách mời và những vị huấn luyện viên sẽ dành số điểm cho bạn Bảo Ngọc ạ. Xin mời ạ.
Và bây giờ xin mời ra sân khấu thí sinh Hùng Vương để cùng đến với phần công bố kết quả. Thưa quý vị, có thể nói rằng là đêm thi ngày hôm nay là một đêm thi đã mang đến vô cùng nhiều cảm xúc. Và phần thể hiện của cả hai bạn thí sinh đó là Hùng Vương và Bảo Ngọc được vô cùng tuyệt vời. Và ngay bây giờ chúng ta phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn là phải chia tay với một người và cùng chúc mừng cho một người bước tiếp. Và đó là ai? Chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Sẽ có một thí sinh nhận được điểm số của 4 vị giám khảo. Huấn luyện viên nghệ sĩ Trinh Trinh 9,5, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân 10, nghệ sĩ Thanh Hằng 10 và nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu 10. Và tiếp theo sẽ có một thí sinh nhận được số điểm của huấn luyện viên Trinh Trinh là 9,5, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân 10, nghệ sĩ Thanh Hằng 9,5 và nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu 9,5. Như vậy là tổng điểm của hai thí sinh xê xích nhau đúng một điểm. Một người có số điểm là 39,5 và một người có số điểm là 38,5. Vậy thì ai, Hùng Vương hay Bảo Ngọc, là người sẽ đi tiếp và ai là người phải dừng lại? Và chúng tôi xin được chúc mừng người đi tiếp là một cô gái hay là một chàng trai? Thưa quý vị, đó là xin được chúc mừng thí sinh. Và thưa nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, khi kết quả đã đưa ra thì chắc chắn nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân sẽ có một lời nói để nhắn nhủ với hai thí sinh của mình. Xin mời anh. Trước đây thì tôi cũng có coi mấy cái chương trình. Tôi thấy bạn đồng nghiệp của tôi á, ngồi ghế nóng này cứ ngồi khóc hoài. Bây giờ tôi mới biết cái cảm giác ngồi nó khóc như thế nào. Bởi vì các bạn quá dễ thương. Nếu như phải chọn thì luôn chọn hết. Nhưng mà trong bài thi thì phải có điểm này, điểm kia. Đối với lại Dương á, tại sao điểm của Dương cao hơn? Là bởi vì luôn nghĩ là không biết là có giống chị Hai Thanh Hằng hay là má Miêu không? Là mình là diễn viên, phải quạt náo sân khấu, phải vũ đạo, phải tất cả mọi thứ. Thì trong cái vai vịnh á, em hỉ nộ ái ố, rồi đất diễn nó dành cho em quá nhiều. So với Bảo Ngọc thì Bảo Ngọc cảm xúc rất tốt, hát rất tốt, nhưng mà em chỉ ngồi trên một cái chiếc xe lăn. Nếu bỏ lên bàn cân để mà nhìn ai điểm cao hơn thì thấy rõ ràng là Hùng Vương đã chọn tiết mục này chính xác. Chúc mừng em. Vì anh thương cái chất giọng của em lắm nha. Cảm ơn những chia sẻ rất là thấu tình đạt lý của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Và quả thật là anh Vũ Luân cũng đã cho điểm là hai bạn bằng điểm nhau hết, đó là 10. Và trong lòng của anh Vũ Luân thì hai bạn luôn là những học trò vô cùng xuất sắc. Một lần nữa chúc mừng hai bạn. Và ngay thời điểm này chắc là Cường xin được lắng nghe chia sẻ của Ngọc. Đối với con thì được lọt vào vòng hôm nay là con cảm thấy rất là mừng rồi. Và con cũng sẽ học hỏi được những cái kinh nghiệm từ các huấn luyện viên và cũng như là giám khảo khách mời. Cảm ơn Ngọc rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời vị giám khảo khách mời cùng với ba vị huấn luyện viên sẽ tiến lên sân khấu để bây giờ chúng ta ôm đó, nhưng mà ôm để chia tay chương trình thôi. Và chúc mừng cho bạn Hùng Vương.
Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả về tàn. Hoàn hôn đến đâu đây màu tím dần trong hồn ta. Muốn không gian ngừng tan nếu đổi chân thời gian, ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi. Tiếng còi thép vang sẽ tan màn sương. Chậm lại phút giây tàu ơi dối vàng chỉ mà chiến bánh mang người tôi yêu về tận chốn xa nào. Chiều xuống lâu chưa mà gà nhỏ lên đèn, chắc trời cao cũng đau lòng giờ ly biệt. Nên ruột lạnh vào lòng yêu hát giọt mưa thu. Ga nhỏ buồn nên ga nhỏ đều hiu. Lòng tàu cũng quặng đau đến nghẹn ngào hơi mai. Thời gian ơi xin dừng lại nơi đây, cho buổi tiễn đưa này thêm vài giây phút nữa. Ta đưa tiền ở đâu nay người ta tiễn đưa mình. Tiền đưa anh như tống biệt một cuộc tình. Con đường sắt với chiếc tàu vô tri giác cũng chia rẽ được chúng mình mỗi đứa một nơi. Ga nhỏ chiều nay thớt bóng người, đèn tiễn đưa ai mà lấp lòe mắt đỏ. Còi thét vang vang mà như ngừng tiếng thở. Tiếng thét nào lòng giây phút ta từ nhau em. Dạ thưa cô, cô có phải là cô Loan không? Là cô đây. Con là... Dạ, có người nhờ con trao cho cô bức thư này. Nhớ hay chăng người ơi, chúng xa xôi chàng trai, còn đem yêu thương rắc lên muôn vàng quang hồng. Nếu mai đây về cùng trên chuyến tình chỉ chung đôi mà dời dời muôn trùng. Mưa thu rơi rơi ướt đầm vai mềm,
dành chỉ một lần thôi, rồi mai này đôi ngả đôi nơi. Em có nhớ có thương cũng đừng buồn đừng khóc, không có anh ai lao dòng nước đi mắt. Bao nỗi xót xa xin chúc cạn phút giây này. Một mình em tôi thôi, nhìn con tàu lao mình dội và mang theo mấy chuyến to đầy nắng khổ đau. Khôi xuống đầy xóa hình anh thân yêu, ngược bước tìm anh trong màn mưa vắng lạnh. Tàu khuất xa rồi mà em còn lặng cả hoàng hôn lâm vất đã lâu rồi. Trước khi cha con mất, cha con đã trao lại cho con những kỷ vật này, bảo tìm về sân ga cũ để trao lại cho cô. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Đường bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối vương theo một bóng người. Ôi chuyến tàu mà tôi đem đời ngày mong đã về lại đây trong hoàng hôn đầy kỷ niệm. Sân ga chung thủy đợi chờ, nhớ tình năm cũ không bao giờ phôi phai. Quá nhiều cảm xúc thưa quý vị, ngồi coi mà lặng người luôn. Với tiết mục Chuyến tàu hoàng hôn, hai thí sinh Cẩm Loan và Trọng Nhân, không biết rằng các vị giám khảo có những lời nhận xét như thế nào ạ? Cái dòng trước thì để chỉ giới thiệu thôi, nghe qua thì thoang thoáng người ta chỉ biết là giống chị Cẩm Tiên thôi. Nhưng mà khi vào trong cái bài Tân Cổ Giao Duyên này rồi thì em lại càng giống nhiều hơn nữa. Đó mới chính là một cái sự bí ẩn của chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Và dòng sau nữa sẽ mang đến cho khán giả những gì đây, những gì đây. Chị rất là cảm ơn em và trân trọng em rất là nhiều, Cẩm Loan. Dạ, em cảm ơn chị. Còn Trọng Nhân thì đậm chất nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ca càng lúc càng giống anh Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, quá giống luôn. Rất là ngọt ngào, nhất là cái câu 2 ha. Rồi với lại cái câu 5 mà con xuống xề đó. Trời ơi, nó quá đã mà quá giống, giống 100% luôn á. Giống từng cái chữ rồi cái cô nhìn cái gương mặt của con, cái miệng con ca đó, ngước cổ lên đó, giống dễ sợ luôn đó, làm cho cô rất là cảm động luôn. Nghe nghe Nhân hát tới chữ có đó, chị có là nhớ anh Năm, hình như đó anh Năm gì đó. Dạ Nhân ơi, Nhân, con hát lại đúng cái câu mà có cái chữ có được không chữ con? Chữ có đó đó con. Dời dời muôn trùng. Đó, cái này giống nha, một cái giống nha. Rồi tiếp con, nữa, tiếp nữa. Mưa thu rơi rơi ướt đầm vai mềm, người yêu ơi khóc đi lần sau cuối, để anh dỗ dành chỉ một lần thôi. Nữa, tiếp con, tiếp nữa, còn nữa. Rồi mai này mỗi ngã mỗi nơi, em có nhớ có thương cũng đừng buồn đừng khóc, không có anh đó. Bao nỗi xót xa xin chúc cạn phút giây này. Quá giống luôn, vỗ dạ. Tay quý vị ơi. Dạ. Hay quá.
cho chú Nghĩa hỏi thăm con cái là khi mà con hát là mình cố tình để mình hát giống với thần tượng của mình là chú Vũ Linh, thì cái chữ có mà nãy giờ giám khảo khen quá trời khen, là con có bắt được cái điểm đặc biệt đó từ chú Vũ Linh không, hay là bởi vì cái nốt có nó cao quá mình phải ngước cái mặt mình lên? Dạ cái đó con cũng nghe ông Năm để con học theo. À con gọi là ông Năm hả? Dạ. Con có cơ hội gặp ông Năm bên ngoài không? Dạ cũng gặp được vài lần. Vài lần. À rồi con có hỏi ông Năm về cái cách hát của ông Năm như thế nào không? Con run quá con không có dám hỏi. Không có dám hỏi. Dạ. Nhưng mà Đại Nghĩa ơi, trong câu vọng cổ đó ba chữ có, ba dạ. chữ có mà ca ba chữ có khác nhau. Ba khuôn đều có mà con xử lý rất là khéo léo. Dạ, cảm ơn giám khảo Thoại Mỹ. Xin mời nghệ sĩ Kim Tư Long ạ. Cô Mỹ với cô Hằng nói con ca 100%, chỗ giống như 100% thì chú chưa đồng ý. Vì vậy dạ. cho nên là con phải cần học hỏi hơn. Ở đây chị Mỹ chị nhận xét rằng là trọng nhân có những cái luyến lấy rất là giống anh Vũ Linh thôi. Gần đâu giống, không thể nào là bên cạnh không thể nào là mình đó là trọng nhân không có bỏ quên cái của trọng nhân mà biết, nhưng mà mình không thể nào mình nói người ta giống 100%. Em đâu có nói 100% đâu, giống cái này 100% đó. Dạ, 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 không phải dạ, có nói đâu. Rồi view lại. Quá giống 100% luôn á. 100% luôn á. Đúng rồi, cái chữ có nãy là giống 100%. Chưa bao và giờ. Cái, mà bây giờ nè, cái dáng dấp con đang đứng trên sân khấu nè con cũng có giống nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nữa. Con cũng giống. Phải không quý vị? Đó, thấy dạ, chưa? Dạ, dạ. Thấy chưa? Dạ, xin gia đình mình bớt xào xáo, gia đình mình bình tĩnh. Gia đình, trời ơi, con hạnh phúc quá. Con có hai bà dì bên giờ con bất chấp. Chưa kể hai bà dì rủ thêm mấy bà hàng xóm bên đây nữa. Hai bà dì nói không lại ông chú kia. Cái bà dì kêu gọi thêm phe cánh của trọng mình. Trọng nhân, chú dạ. muốn hỏi con một câu thôi. Một câu và con phải trả lời thật tâm của con. Nha. Con có cảm thấy rằng con cài giống Vũ Linh 100% chưa? Dạ, dạ chưa. Vậy là được rồi. Dạ. Chứ bây giờ anh hỏi vậy làm sao cháu nó dám nói. Bây giờ cô Mỹ nói nghe nè, con đừng có buồn. Những cái đó là những cái hành trang. Dạ không có. Những cái hành trang rất là quý báu cho các con để tiếp tục đi theo nghề nha con nha. Cẩm Loan, em ca những dấu sắc rất là tốt. Dạ, hãy giữ cái đó. Cái quan trọng hơn nữa là nhịp nhàng của em chưa có được tốt lắm nha. Phải cái người ca hay chưa phải là giọng tốt mà phải có nhịp phải quăng bắt và làm sao ca người ta nghe nó có hồn trong đó. Mà muốn có hồn là nhịp phải cứng, phải tốt thì mới có hồn ở trong bài đó. Anh thì nghĩ rằng nếu mà nghệ sĩ thần tượng thì đối với Cẩm Tiên là em đã giống được khoảng 80% rồi đó ha. Mà mới từ cái vòng trước qua vòng 2 là mình đã thấy chị Loan sáng hơn chút rồi. Công nhận không ạ? Vậy thì đến với vòng 3, chúng ta có quyền hy vọng chị Cẩm Loan, Trọng Nhân cũng như là các thí sinh còn lại của chúng ta sẽ càng tỏa sáng hơn nữa trong phần thi của mình. Một lần nữa cảm ơn hai thí sinh Cẩm Loan và Trọng Nhân cũng như là cảm ơn các vị trong ban giám khảo. Chúc anh đài. Duyên tình cách chia anh đại ơi nàng dây che bao tật lòng bao nhớ xưa giữ luôn bên mình quyết không lìa xa. Đại em ơi đến ngày anh ta không quên câu thề, vẫn còn đây xót xa khi nhìn thấy đâu người yêu mà tan thương vẫn kỳ quan cũng đã vang lên rồi. Lệ sầu rơi đượm thắm tình đầu nơi xa có thâu. Chúc anh đài.
tuổi đông đầy chung mau chuyện tình mình. Anh Đại ơi, làm sao anh quên được kỷ niệm năm xưa ngã ba đường Nam Sơn Tiểu Lộ. Kỷ vật còn đây, người xưa còn đó, mà giờ đây ta đành tiễn biệt người yêu cất bước theo chồng. Làm sao quên được những kỷ niệm vui buồn, phúng hoàng sáng in hình đôi bóng, gợi vào lòng qua ý nhạc lời thơ. Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội, người xa người tội lắm người ơi. Ta rằng gió đâu đơn lạnh mua cả tâm hồn, dần hồng sáng soi không làm rạng ngắm tâm hồn. Đại đại ơi, anh nói tình chúc lương ngàn đời, gió mưa phải nhòa không phải được tình mình. Trời không thương nỡ gieo biệt ly, ta yêu chúc nương, anh yêu đại ngàn đời. Thế thốt đâu đại ơi, anh đại ơi, chúc anh đại, chúc anh đại. Trời cao chứng cho, dù tháp tôi vẫn còn yêu, dòng nước trong như lại lãng bao tình thương. Bơ bơ cơn gió cho cành khoang tay lá, cho niềm trào lòng yêu thương. Mây đen còn phủ dằn màn sương, như khóc than cho duyên tình tôi. Liêm hồn nơi chính sông, chúc anh đại, anh đại, anh đại ơi.
Và chúng ta vừa thưởng thức một cái vai diễn rất là nổi tiếng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó là vai Lương Sơn Bá trong vở Lương Sơn Bá Chú Bành Đài, với cái phần hóa thân từ Trọng Nhân khi mà tái hiện lại hình ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh. Dạ, khi mà xem trích đoạn này thì hình như thấy các anh chị trong ban giám khảo cũng có rất là nhiều những cảm xúc. Em xin hỏi chị Thoại Mỹ như thế nào ạ? Một cái vai diễn để đời của anh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, 20 mấy năm rồi Mỹ không được diễn chung với ảnh vở này, và anh cũng không diễn vở này nữa. Và vai diễn này nó ấn tượng với lại Thoại Mỹ và ngay cả chị Thanh Hằng. Tại vì khi mà tập cái vở này á, Mỹ với chị Thanh Hằng rất là cực khổ và bị đòn rất là nhiều, được anh Vũ Linh rèn luyện. Khi mà Trọng Nhân hát thì bao nhiêu kỷ niệm nó dồn về Thoại Mỹ. Mình thấy mới đó mà bây giờ tại sao mình không được xem anh hát nữa. Bao nhiêu cảm xúc nó cứ dồn về làm cho Mỹ cảm động. Và hôm nay thấy được cái hình ảnh của Trọng Nhân trên sân khấu này, giống như là một Vũ Linh đang đứng diễn ở trên sân khấu vậy đó. Qua cái vòng này thì cô Mỹ thấy con tiến bộ rõ. Con có một cái sự tự tin và thấy được cái niềm đam mê yêu nghề của con ở trong cái lớp diễn này. Con có tương lai lắm, cố gắng. Dạ. Qua những cái bạn thí sinh như thế này thì chúng ta sẽ nhớ về những tượng đài của nghệ thuật sân khấu cải lương của chúng ta. Những người đã đi trước, đã tạo nên nền móng, đã làm cho sân khấu cải lương ngày càng trở nên đẹp và lung linh như thế nào. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Cũng như Thọ Mỹ, cảm xúc nó nhớ lại năm 1991-92. Là thời điểm đó là Thanh Hằng và Thọ Mỹ đã được anh Năm Vũ Linh rèn luyện rất nhiều. Trước khi về đoàn cải lương Trần Hữu Trang là một nghệ sĩ đào chánh ở tất cả các đoàn ở với các tỉnh miền Tây. Nhưng mà về thành phố rồi, phải nói thật sự, ngày hôm nay có cái tên Thanh Hằng được khán giả biết nhiều hơn cũng nhờ vai Chú Bành Đài mà năm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã rèn luyện cho Thanh Hằng. Cho nên là cái cảm xúc nó đông đầy. Nhớ anh Năm lúc đó là kéo màn lại mà anh kêu chữ anh Đài ơi, cái chữ ơi của anh nó bể cái sao chót hết trơn. Anh Đài ơi, giống y chang luôn, không khác chút nào hết. Cái chữ ơi đó đó, tôi nhớ hoài đến ngày hôm nay. Cảm ơn Trọng Nhân rất nhiều. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Xin mời anh Kim Tử Long. Chỉ khen con một cái điều là ở lứa tuổi 18 của con mà con đã thể hiện được cái vai đàn như vậy là quá tuyệt vời rồi. Chưa chắc gì những người nghệ sĩ mà đã khổ luyện mà hát được như vậy. Còn phải nhớ một điều là chúng ta hát không phải là chúng ta khoe hơi, mà chúng ta hát bằng trái tim, bằng cái hồn của nhân vật, bằng cái hồn của bài ca. Với 18 tuổi mà làm được như thế này thì chúng ta có quyền hy vọng ở lứa tuổi 20, lứa tuổi 25, lứa tuổi 30 chúng ta sẽ có một kép chánh Trọng Nhân trên sân khấu cải lương, có phải không ạ? Bởi vì đây chính là những cái nơi để chúng ta tìm ra được những bạn trẻ yêu thích bộ môn này và chúng ta có thể chấp cánh cho họ để chúng ta có thể có được một nghệ sĩ tài năng trong tương lai. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo và chúc mừng Trọng Nhân. Hoàng tử hãy nín đi, người khóc cho mình xa mẹ lìa cha, hay khóc cho thế sự vì danh lời đua chen chém giết. Nín đi hoàng tử hãy nín đi, chết rồi
người khác sửa có phải không? Sửa đâu cho người bú bây giờ. Chung quanh đây chỉ là núi rừng và dã thú non xanh, không có nhà cửa lương dân, làm sao lân bồng người đi bú thêm. Phải rồi, hay là tôi sẽ cắn tay lấy máu thay giọt sữa ngon để đông cung đỡ già nó lòng hầu vượt qua dòng đêm thỏa vương giang. Hãy bú cho nó giấc dài ngủ yên, tôi sẽ đưa hoàng tử đến sang hậu thành, nơi long đàm hổ nguyệt, nơi sẽ phất cờ đại nghĩa từ gian nghe. Rừng cây chấm chở núi đá chập trùng, lao sậy phủ đầu biết lối nào đi. Bơ đồng kia vừa gọi ta tiếng nói thân quen, ai để lạc hương linh ta đây? Hương linh ta, phải rồi, tiếng bằng hữu thăm nhau, hương linh ta kia rồi hiền hữu. Lấn ngỡ rằng ta chẳng gặp nhau, chung lối bước tìm về sang hầu. Khương hiền đệ, để bỏ huynh đi sao? Đồng huynh, để phá dọc dây chẳng được ngăn bước giặc, để xa cơ dưới tay ngũ tương tạo ôn đình. Coi! Tương Đông Cung tuổi nhỏ chịu gian lao, nương cho mây trở về, hồn đưa hiền hữu tiếp nối đoạn đường dài cứu chúa. Khương hiền đệ, Khương hiền đệ. Tình lìa phân, lòng cao dân, niềm sầu đau thu quân gian, hơn giả mang nghĩa kim bằng ly cách xe chia, âm dương nghìn thu vinh viên, hết cùng trùng cùng tình biệt quân thần. Cho sáng dần trăng cao ngất, đặt vững niềm tin ngày mai chiến thắng tô điểm non sông rực rỡ huy hoàng. Như tác đổ xuôi tuôn tràn ngập dân cao nghĩa khí anh hùng, huynh xin nguyện đất trời minh để một ngày tự tay ta phá tan loài bào, giữ trọn lời thề bằng hữu chi giao, trọn nghĩa nước tình dân, dẹp giữ trung thần chi đạo, cho
đề. Đồng quân, đêm trường theo đường trường xa, anh lung linh bóng đêm soi đường rừng. Dù nát tâm thần nhưng chỉ trai cam chịu, em đưa đường anh vì toàn dân, ta chung đường tìm lối tương lai. Thế là hết tương phùng tri kỷ, đeo ưu phiền nhân thế góc biệt ly. Ôi hết còn quan lạc buổi sinh kỳ, không muốn chén ly môi mà lệ đắng cay tay men sầu nào được. Lời để khắc ghi xin anh bền chặt kiên gan bền chí cương quê hương, nơi chốn cửu tuyền giấc giờ hồn ma vẫn quê chờ theo đường lối sang à. Lời ký thác hôm nay ta nguyện ghi khắc trong tâm, vì thành sang hậu một ngày đền trả hận. Sao mai ló vàng chân trời, đưa hồn theo gió em về hương vô. Hương hiền đệ, kia ảnh chương đà thẻ dạng, ta mau cốc tóc lên đường, đưa ấu chúa trở về thành sang hậu. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn vở Sang Hậu với phần thể hiện của thí sinh Trọng Nhân và người trợ diễn Tô Tiểu Long. Xin mời Tô Tiểu Long quay trở lại sân khấu nha. Trước tiên muốn hỏi thăm Trọng Nhân nè, sao chọn cái vai khó quá vậy? Tại vì cái vai này bây giờ vừa phải ca, vừa phải diễn mà vừa phải vũ đạo như vậy nữa. Vì sao con lại quyết định chọn vai này? Dạ thì con thấy được một cái trích đoạn có ý nghĩa. Với lại con cũng mê ông Năm hát vai này nữa. À, coi như là mình chấp nhận thử thách đúng không? Dạ. À, còn với Tô Tiểu Long thì sao, khi mà tập trích đoạn này với Trọng Nhân thì em cảm thấy thế nào với bạn ấy? À, lần đầu tiên thì khi mà Trọng Nhân có lời mời chú Long ơi, hát cái Khương Linh Tá phụ con nha, thì nhắc tới đường Sang Hậu thì Long cũng rất mê, nên lập tức nhận lời ngay. Một tràng pháo tay dành cho Tô Tiểu Long với phần trợ diễn vừa rồi. Cảm ơn Long. Và bây giờ mời ý kiến từ các vị trong ban giám khảo. Em xin mời anh Kim Tiểu Long. Những người nghệ sĩ ngày xưa, ví dụ như là ông Vũ Linh nè, chú Trường Sơn nè, ông Thanh Tòng nè, những người đó đã luyện vũ đạo từ tấm bé. Vì vậy cho nên là cái sức lực của họ đó, khi mà họ bước lên sân khấu đó, họ vũ đạo cỡ nào, họ ca giọng cổ nó vẫn y chang, tại vì họ đã luyện từ bé. Còn con á, con là một cái người đam mê cải lương và con đi theo thôi, con không học trường lớp nào cả, mà con múa và con hát như vậy là quá xuất sắc rồi. Nhưng mà chú chỉ dặn con một điều, nếu như có đi vào vòng trong nữa, tiết chế lại, bớt múa lại, và nếu có múa, dành ra phần sau. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo Kim Tuyên Long. Tiếp theo xin mời giám khảo Thanh Hằng. Đối với cô thì Trọng Nhân của cô rất là, nói là sáng sân khấu, bộ tịch cũng rất là đẹp, tốt lắm con. Và con phải cố gắng nhiều hơn nữa theo những lời của chú Long đã dặn, con nhớ kỹ vào đó để mà con tiếp tục bước vào vòng trong nữa. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, dạ. Cảm ơn cô Hằng. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Tuy rằng là cái giọng ca của con á, trời không cho giống chú Năm Vũ Linh, nhưng mà con biết khôn, con biết xử lý khéo, là con lấy những cái chữ mà ăn tiền của chú Vũ Linh con đem vô đây. Con lấy được những cái tinh túy của cậu Năm trong cái trích đoạn này, chỉ cần vài chỗ thôi là đã đủ ăn tiền rồi. Tất cả những cái gì tinh túy của chú Năm Vũ Linh thì mình nên học hỏi để mình trao luyện, để cộng với cái bản thân của mình nữa, để mình phát triển trên con đường làm nghệ thuật của mình nha con nha. Dạ, cảm ơn cô Mỹ. Chúc mừng con. Cảm ơn chú Nghĩa. Ha 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 ha
A Khương, Đại Dương. Vừa hồn mơ chốn thiên thai, thêm cung quan tương ngộ hằng ngà. Và hoa tuyệt căng đẹp sao dòng dáng nồng ngà, càng đẹp hoa xinh đẹp cửa trắng tầm. Thêm đông dân quốc phi thương, nào dám sánh cao giới thần tiên. Thân hồng nhạc viên xưa, nhờ ơn đói chút một bèo, cô liễu mong đường gọi tùng quân. Ôi chiều êm hoang nghe bao lời nương tử, lòng ta càng nực ngây hơn rượu say. Mong thời gian chớ mau lung tan, do giấc mơ triền miên chiếm đắm. Để ta bên nàng che chở nâng niu, kề bên gió chút tựu đạm thơ. Bên tiên nữ dù ta đổi cả muôn thập, thần thiếp xin ghi ta hồng ân. A Khương, Đại Dương, nàng hãy nhìn xem. Ồ, một con chim bé nhỏ, mắt long lanh trong suốt dễ thương. Đại Dương, Đại Dương tặng nó cho thiếp nghe Đại Dương. Tặng cho nàng à? Dạ. Con chim bé nhỏ này có đôi mắt rất dễ thương, nhưng nó có cái tên thật là thương cảm. Nó tên là gì vậy Đại Dương? Nó tên là Xin Đừng Quên Tôi. Xin đừng quên tôi. Cái tên gì mà ngộ vậy? Phải, xin đừng quên tôi đang hướng tâm tình về một nàng con gái. Kẻ ở đầu sóng người tương gian cuối, nhờ sự rủi dung của dài ngần. Hà núi hồn cùng qua muôn đời ta có nhau. Tây thi ơi nàng, hãy xem trăng vàng soi tim yêu rực sáng. Từ chối thành quân bận lòng đối tương giang hồng. A Khương ta lòng ông tơ nguyệt lão, chẳng chi hở
Dương ơi, tuyết phủ sương rơi, thiếp nghe hơi lạnh. Vậy ta sẽ mặc hoàng bào cho A Dương. Đội ơn đại thương. Trời đêm giá lạnh, hà y trăm trao ai cạnh hoàng âm trong vòng tay. Đời ta có nàng, dù cho bao tháng năm chiến trình dùng mã thương, ngày đêm trận tiền trải bao gian khổ nguy nạn. Mơ thì kiến thiết chân rượu đào, tổ nhà khúc giai quay muôn sầu. Nhiên nhàng lòng sung ân, thế á khương lý chung trọn kiếp muôn đời. Ai cách mơ ta vui trọn ước mơ. Khách vào mời, tiếng trầm bổng tính tan tan tình. Đêm nay được quân ca chợt vui hơn, khắp nơi ánh sáng vàng hoa, có đôi khuyên hương trao tình đắm say. Đêm nay được quân ca chợt vui hơn, khắp nơi ánh sáng vàng hoa, có đôi thuyền thương trao tình đắm say. A Khương đại chương. Dạ cấp báo, cấp báo. Chuyện gì? Dạ ta hỏi chuyện gì? Dạ dạ muôn tâu, cụ tướng quốc đã tự sát rồi. Thái tử thủ thành môn
để ta lên đường từ quân phản quốc. Đại dương, đại dương. Ngộ
ngồi dưới coi cảm thấy hay quá. Và rất là hay, rất là xúc động với cái phần trình diễn vừa rồi. Mặc dù chỉ có hai nghệ sĩ trên sân khấu thôi, hai bạn đó có một cái phần trình diễn rất là tuyệt vời. Trước tiên là cảm ơn Bảo Ngọc nha. Cảm ơn Bảo Ngọc đã đến với chương trình và hỗ trợ cho Trọng Nhân. Khi mà xem tiết mục này thì Đại Nghĩa thấy rằng là ban giám khảo cũng rất là xúc động. Dạ, xin được hỏi cảm xúc của chị Thời Mỹ như thế nào ạ? Cô Mỹ khen con là con nhỏ tuổi nhất trong chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng này mà con dám thể hiện một cái vai rất nặng ký của cậu Năm Vũ Linh. Cái vai này đó cậu Năm đã để lại trong lòng khán giả rất là sâu đậm. Con ca đó thì con chưa có cái âm giống cậu Năm nhiều, nhưng mà con xử lý chữ đó có nhiều chữ là giống cậu Năm. Dạ. Và con diễn cái thần thái đó thì cô Mỹ thấy con có nhìn quan sát kỹ cậu Năm, cho nên con bắt chước những cái thần thái, những cái chữ giống như là câu xuống giọng cổ, là cái rung và cái chữ ngân á giống cậu Năm lắm. Tuy là hôm nay con xử lý những cái chữ đó nó gần giống thôi chứ nó chưa tuyệt đối giống, nhưng mà cô Mỹ khen con cái thần thái và cái sắc vóc của con để con thể hiện cái vai này. Cảm ơn con. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn giám khảo Thời Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Con có thể cố gắng dùng những cái chữ, những cái luyến lấy để giống ông Năm, tại vì con thần tượng ông Năm Vũ Linh mà, đúng không? Dạ. Nhưng con cái rằng là cái âm giọng của con cũng như cô Thời Mỹ nói vẫn là của Trọng Nhân. Con có đặc biệt cái riêng của Trọng Nhân. Cái vai diễn này bây giờ nó đã là Trọng Nhân. Cô cảm thấy rằng là đây là con phải dành riêng cho con, để cho con có một cái sắc thái riêng của con. Cô cảm ơn con rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, đó là những chia sẻ từ giám khảo Thanh Hằng. Xin mời anh Kim Tử Long ạ. Chú khen con là con diễn vai này đối với con trong mắt của chú quá xuất sắc. Con cảm ơn chú. Nhưng để nói rằng con giống ông Năm hay không á, thì bây giờ chú mới phân tích cho con nghe. Trong cái vai diễn này chỉ có một mình ông Năm Vũ Linh mới thể hiện được cái thần thái của Ngô Phù Sai. Giọng con thì nó có cái sự vang, giọng mũi của con nhiều hơn giọng của ông Năm. Tại vì con mới 17 tuổi à, nữa là con chưa có đủ cái kinh nghiệm dày dạn để con có thể thoại khi mà con ca những bài bản mà ông Năm đã ca. Chú góp ý để con lấy cái đó làm kinh nghiệm. Dạ. Để sau này khi con lên sân khấu con hát những cái vai nó hùng tráng như vậy và nó có một cái quai phong như vậy thì không thể nào con nói bằng cái âm nó được. Con để ý ông Năm đó. Phạm Lại, nhớ sát trường, ta là người chiến bại, nhưng giữa trận tinh ta là cái thắng, là người nó khác. Còn nãy con nói nó bị nhão lắm. Ông Nông dùm cái hơi ruột đó, con hiểu không? Thì đó là những cái mà khi mà đóng một cái vai như vậy là mình phải phát âm khác. Chú chị chúc cho con sẽ thành công ha. Cảm ơn dạ. Chú xin cảm ơn ban giám khảo à. Chúc mừng Trọng Nhân với tiết mục vừa rồi. Dạ, con cảm ơn chú Đại Nghĩa. Cái áp lực rất là lớn với hai em, vì cái vai diễn này đòi hỏi ở lực, ở hát và cả một cái suốt quá trình và phải nói là rất là căng thẳng luôn. Và Bình Tinh bây giờ đang rất là háo hức và rất là muốn được xem coi là Bạch Diên của Bảo Ngọc và Tôn Cát của Nam Thanh Phong sẽ được thể hiện như thế nào qua bàn tay của đạo diễn Ngọc Duyên. Và ngay bây giờ còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng đến với tiết mục dự thi của hai thí sinh Nam Thanh Phong và Bảo Ngọc. Cha mẹ của ngươi sẽ nhớ ngươi nhiều lắm đó. Ngươi đi đi. Ngươi đi đi. Đi đi nha.
Chiếc lồng này từ nay sẽ trơ trọi. Ta sẽ nhớ ngươi nhiều lắm. Nếu như ngươi là một nàng con gái thì ta sẽ không để nàng rời xa ta đâu. Nè, ai đó? Tôi. Tôi là ai? Cảm ơn chàng vì ân nhân cứu mạng. Nếu mà chàng buồn khi từ đây xa vắng thì em xin tình nguyện ở lại nơi này. Nàng ở lại nơi này? Dạ. Làm sao? Đây vết thương trên cánh tay được chàng cứu chữa, nay đã lành, minh chứng nghĩa ba sinh. Còn các chàng ơi, ơn quai nặng tờ mấy ngàn, xin bao đáp bằng tơ tình văn bo. Bạch viên xin nguyện khắc cốt ghi tâm đến muôn đời, không bao giờ phôi phai. Ôi trái tim vàng, sao ấm nồng tình thương gia viên. Chàng yêu vàng sanh linh, yêu muôn thú rừng, yêu cả bạch viên. Nàng nói nàng là... Đúng rồi, em ở trong đó đó. Tôn Cát à. Tôn Cát. Tra hỏi làm chi, người ta nói cái xỉu à. Hồi nãy còn nói ước chi mi là một nàng con gái thì ta sẽ không bao giờ để mi lìa xa ta, vậy mà ta quay lại cái xỉu. Tôn Cát, Tôn Cát. Không có xỉu nữa nha. Không. Sợ hả? Sợ. Sợ tôi lắm hả? Sợ thì thôi, tôi đi. Nàng ơi, nàng đừng đi. Nàng ơi, nàng từ đâu đến đây mà mới gặp gỡ lần đầu tiên đã làm cho ta... Tàn sao? Không biết nữa. Nhưng mà trong đây nó... Nó thế nào? Nó đã ngẩn ngơ gì ai, đắm say xuyến sao tâm hồn. Ôi phải chăng duyên trời đã định phần chúng ta gặp nhau. Xin ai chớ nên quay về vì nơi này vẫn dương ngày điểm. Bao lời ngọt ngào
tình không phải câu thủy chung, sắc son không hề phôi phai. Tròn câu nợ duyên nguyện, ba sinh tôn các chàng ơi tiếp, và chàng chính là nợ duyên từ muộn kiếp trước. Cho tới hôm nay duyên trời xui khiến ta đã gặp nhau để nói nên câu chung thủy sẽ kết tình duyên. Ta nguyện chung tình đến suốt đời ta. Ta sẽ cùng nhau xây ngàn mộng thắm. Ba sinh đã dạng dẹn như câu thề. Thời gian thấm thoáng thôi son sánh, nàng bạch tiên sánh duyên cùng tôn ca. Này chỗ hài nhi cho thỏa lòng lời mong. Trời ơi, nó chạy hướng này nè. Đâu hả? Trưởng làng ơi, cứ mỗi mà buổi sáng tinh sương nha, tôi thấy có một cái con nha, người nó không ra người, dưỡng không ra dưỡng, lông nó trắng muốt, hai cái tay nó dài. Nó dài gì nè? Nó đu từ ở đây, nó đu thẳng vô rừng. Thấy ghê không? Con ở đâu? Con ổng đâu? Con ổng đâu ai biết? Cho dù nó có là con gì thì chăng nữa, bằng mọi giá phải bắt được nó, đem con về cho ta. Dạ, dân làng ơi, tập hợp đi kiếm con đâu. Dạ, trời ơi, đâu rồi? Tìm đi. Kìa, trưởng làng, bà con, sao hay mọi người quá, lại tới đây đông đủ vậy? Tôn Cái tiên sinh,
Chuyện là như vậy. Chuyện là ông đẻ được đứa con, nhưng mà bị người ta bắt cóc rồi. Tôi nói vậy đúng không ngài? Ôi da, sao đánh tôi? Ăn cơm hết. Đúng như vậy đó Tôn Cát tiên sinh. Ngài ở đây, ngài có thấy ai ẩm con ta chạy ngang đây không? Con của ngài bị bắt à? Phải. Cái chuồng bò. Hả? Con bò nó bắt mất con của ta. Con bò nó ăn cỏ chứ nó có ăn thịt đâu, bắt con không? Sao ngươi vừa mới nói? Trời, ý tôi nói là ở giữa rừng gì mà làm gì có được cái chuồng bò đẹp vậy, đúng không ngài? Dạ đúng rồi. Đó, thì ông không hiểu hả? Ý là cái chuồng này nhốt cái gì? Có phải nhốt mấy cái con gì không? Hiểu không? Làm sao? Nói gì cũng không hiểu nữa. Mở cửa ra đi rồi tôi nói tiếp cho. Hay quá. Nói rồi, đất của người ta ăn qua làm cái gì làm ít ít thôi. Trời ơi, như vậy ông hiểu, tôi nói ông nghe, tôi nghi cái tên này nè. Tại sao hắn không ở với chúng ta mà lại đi vô Thâm Sơn Cùng Cốc ở? Tại sao? Tại đi hái thuốc nè. Quá trời thuốc luôn, ông không thấy hả? Đây. Nè, đừng có phá thuốc của tôi. Hái thuốc chỉ là che mắt thiên hạ thôi. Thật ra tôi khẳng định hắn là người bắt cóc con ông. Tôn Cát, ngươi bắt cóc con ta đúng không? Nè, ông kia, đừng có nói năng sằng bậy. Ta giờ chỉ bốc thuốc cứu dân, chứ đâu có làm điều trái khuấy đó. Nghe gì chưa? Tiếng con lít kìa. Tiếng con lít. Con đã đó. Người hả? Kim con cho ta nhanh lên. Tiêm nước rồi. Tiêm nước rồi hả? Nó nín rồi. Đưa cho tôi. Con nào con của ngươi? Đưa cho ta. Tôi mất tội đây đúng là. Ôi. Trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Ngươi không có vợ thì làm sao mà có con? Hả? Trôi nó lại. Dạ. Trả con lại cho tôi. Ngươi hả? Ngươi là kẻ. Trả con lại cho tôi. Cái gì vậy? Trả tôi ra. Trả tôi ra. Bạch Chiên. Bắt nó lại. Bạch Chiên, cẩn thận. Cẩn thận Bạch Chiên. Ai vậy? Bắt nó lại. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Bắt nó lại. Lên. Bắt nó lại. Bạch Chiên. Bạch Chiên. Bạch Chiên. Chạy đi Bạch Chiên. Nhốt nó vô trong. Nhốt nó lại. Chạy đi. Chạy đi Bạch Chi. Trời ơi. Đứa nhỏ bị bắt đi mất tiêu nữa rồi. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi bà. Thả tôi ra. Tôi đang tiễn các người. Thả tôi ra. Bằng mọi giá phải bắt con yêu tinh nó lại. Đem con về cho ta. Dạ. Tôn ca. Bạch Diên. Tôn ca. Bạch Diên. Tôn ca. Bạch Diên. Sao này nàng không trốn đi? Nàng quay lại đây làm gì hả? Họ có đánh đập hành hạ dạ không? Không. Cô không. Không ai đánh đập gì ta hết. Nàng mong con trốn đi Bạch Nhiên. Không. Tôn Cát ơi, cái ngày mà em lo sợ nhất cuối cùng đã đến. Ôm con băng rừng vượt suối trèo non, tiếng khóc con thôi làm tim em quặn thắt. Chợt nghĩ đến chàng một mình lẻ
đi. Em và con không thể bỏ giặc lại đây một mình. Nếu sống vợ chồng ta cùng sống, có chết vợ chồng ta cùng chết. Không, nàng đi đi Bạch Nhi. Nàng đi đi. Con nằm đây chờ mẹ. Ngoan nha con. Đi đi Bạch Nhi. Ngoan nha con. Đi đi mà, ta đang nỉ nàng mà. Đi đi. Đi, đi thôi nàng. Chàng mau lên, đi. Mau lên. Em không còn kịp nữa. Nhanh lên. Đứng lại. Bao giờ đứa bé lại cho ta. Không, nó là con tôi. Nhanh. Chàng bỏ con chạy đi. Chạy đi chàng. Cẩn thận. Chạy đi. Bắt nó lại. Cẩn thận. Không, nó là con. Chạy đi đâu hả? Bắt nó lại. Đừng đánh vợ tôi. Vợ tôi không phải đây. Người đừng bắt vợ con tôi phải chịu cực hình đau đớn. Nàng có tội tình chi mà nhân tâm dây bắt hãy trả cho tôi cuộc sống yên lành. Tôi đã bao năm cứu người khỏi bệnh, hãy thả vợ con tôi tha thiết gian cầu. Đem nó lên trên điện quả. Tha tôi ra. Không phải là yêu tôi. Bà Thiên. Bà Thiên. Đứng lại. Bước tới đi. Đừng. Bước tới đi. Đừng mà. Bắt bước lại nhanh lên. Bà Chiên. Con dưỡng mà biết nói tiếng người. Con dưỡng là tin rồi. Đừng đánh vợ tôi. Vợ tôi không phải liều tên. Tôi ghé các người. Tôi lại các người. Chúng tôi về nhà tôi cầm sâu. Không ở đây nữa. Tôi ghé các người. Tôi ghé các người. Cô ta đây rồi Bạch Viên. Trưởng làng. Trưởng làng ơi. Trưởng làng. Tụi tôi tìm được đứa bé ở bên rừng á. Đứa bé nào nữa? Cái ngọc bội này là chính tay ta đeo cho con ta vừa mới chào đời mà. Sao nó lại ở đây? Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hả? Đây mới là con của ta sao? Vậy còn đứa bé này? Là con của tôi đó. Trả con lại cho tôi. Con của mình là Bạch Nhi. Hãy
Bạch Nhi, Bạch Nhi, Bạch Nhi. Đau buồn tâm trời chính các người, các người đã đẩy vợ con tôi vào cảnh tình quan nghiệt, chẳng lẽ khao khát được làm người, được sống với đúng bản chất con người lại khó đến như vậy sao? Ha 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 ha.